là trận đấu được mong chờ nhất Euro năm nay. Trận đấu giữa Pháp và Đức đã chứng minh cho chúng ta thấy vì sao Lovler và Di Maria vẫn là hai đội bóng thuộc hàng đẳng cấp nhất thế giới thời điểm này. Có thể nói đây chính là màn trình diễn đậm chất chiến thuật và giàu tốc độ nhất Euro tính đến thời điểm này của vòng bảng. Sự nghiệt ngã của số phận. 7 năm về trước, ở vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil, Max Hummels đã nhấn chìm Lovler vào nỗi đau thất vọng sau cú lắc đầu điều nghệ của anh vào lưới Pháp ở những phút đầu tiên của trận đấu. Càng buồn hơn cho Pháp, khi đó cũng là bàn thắng duy nhất của Đức trong trận đấu đó. 7 năm sau, trên đất Đức, cụ thể là ngay tại Allianz Arena, Di Maria đã không còn gặp may như trước. Tệ hơn, người nhấn chìm những cỗ xe tăng vào nỗi đau thất trận lại chính là người hùng của họ cách đây 7 năm, Max Hummels, với một sự trớ trêu tới hài hước của số phận. Cụ thể, sau một nỗ lực tạt cánh, Max Hummels quyết định lao vào phá bóng, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại phá bóng vào lưới nhà, khiến bóng găm thẳng vào nóc lưới của Manuel Neuer trong sự bất lực. Dù là tội đồ của Di Maria ở trận đấu này, nhưng không thể phủ nhận Max Hummels đã cho thấy anh xứng đáng với vai trò thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đội tuyển Đức. Bởi nếu như không phải Max Hummels mà là một cầu thủ nào đó khác trấn giữ hàng thủ, chắc chắn tuyển Đức sẽ càng thua đậm hơn trước Pháp. Bóng đá cấp câu lạc bộ giết chết bóng đá cấp đội tuyển quốc gia. Cách đây hơn 40 năm, ban nhạc The Virgil đã thể hiện một ca khúc mang tên Video Kills Radio Stars, tạm dịch Video để giết chết những siêu sao radio. Một bài nhạc thể hiện những nỗi lo về việc các video âm nhạc cũng như sự can thiệp của công nghệ có thể giết chết radio như thế nào trong tương lai. Ở thời kỳ bóng đá hiện đại, chúng ta cũng đang đi vào một mối lo tương tự. Đó là việc bóng đá cấp câu lạc bộ đang dần giết chết sự hấp dẫn của bóng đá quốc tế. Có thể lấy ví dụ ở ngay trận đấu giữa Đức và Pháp. Cụ thể, trong đội hình hai đội tuyển này, chúng ta sẽ thấy được khá nhiều những cặp đồng đội ở bên kia chiến tuyến. Có thể kể đến một vài trường hợp như N'Golo Kanté đối đầu với Kai Havertz và Timo Werner, hay Benjamin Pavard đối đầu với Thomas Müller, Joshua Kimmich. Thậm chí, chúng ta còn có một cặp Real Madrid ở hai đầu chiến tuyến, Toni Kroos và Karim Benzema. Có lẽ, việc thi đấu ăn ý cùng với nhau ở cấp câu lạc bộ đã khiến cho những cặp cầu thủ kể trên biết nhau đến từng đường bóng, từng suy nghĩ, dẫn đến việc họ có thể theo sát nhau và ngăn chặn lẫn nhau trước cả khi cầu thủ bên kia chiến tuyến thực hiện một đường bóng. Từ đó, khi trận đấu trông có vẻ rời rạc hơn so với những gì mà chúng ta tưởng tượng về một trận đấu siêu kinh điển của bóng đá châu Âu. Không thể phủ nhận, việc bóng đá cấp câu lạc bộ đã giúp chúng ta tạo ra nhiều sự va chạm giữa những nền bóng đá trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Tuy nhiên, vì các cầu thủ thuộc nhiều đội tuyển khác nhau, có những đồng đội ở đội tuyển khác nhau, đôi khi sẽ dẫn đến việc họ nương chân trước các đồng đội của mình ở bên kia chiến tuyến, từ đó dễ tạo ra sự nhàm chán và dễ đoán giữa trận đấu cấp đội tuyển quốc gia như thế. Jogi dường như đã hết phép. Trong một bài viết cho trang tin The Athletic trước khi vòng chung kết Euro diễn ra, nhà báo Raphael Honigstein, người chịu trách nhiệm phân tích đội tuyển Đức cho trang tin này, đã đưa ra những lời nhận xét không mấy sáng sủa về tương lai của những con xe tăng. Cụ thể, theo vị nhà báo gốc Bavaria, tuyển Đức khó có thể tạo ra được cơ hội trước Pháp, nhất là khi họ không thể có được một sơ đồ chiến thuật ổn định trong những năm cuối cùng của triều đại Joachim Löw. Để dẫn chứng cho luận điểm của mình, kẻ viết người Đức đã nêu ra việc Joachim Löw hết thử nghiệm đội hình 4-3-3 rồi đến 3-4-3 ngay sau thất bại đầy cay đắng trên đất Nga cách đây 3 năm, để rồi sau đó quyết định sử dụng 4-2-3-1 với một Thomas Müller đã không còn sắc bén như trước làm đầu tàu. Có thể thấy rõ sự bế tắc của Đức ở trận diễn ra vào đêm qua. Họ liên tục có những pha lên bóng, nhưng tất cả những gì cầu thủ bên phía Di Maria có thể làm được đó là những pha tạt cánh vào trong cho các tiền đạo thực hiện các pha đột phá. Nhưng phương án này cũng không đem lại thành công bởi khả năng phòng ngự cực kỳ chắc chắn của Pháp. Ngoài ra, chúng ta còn có thể kể đến sự vô duyên đến khó hiểu của hàng tiền đạo Đức. Họ thiếu sắc bén đến mức dù đã tung ra 10 cú sút nhưng chỉ có đúng một lần đi trúng đích. Có lẽ Joachim Löw khi đó đã ước gì Robert Lewandowski là người Đức chứ không phải là người Ba Lan, hoặc Miroslav Klose có thể trẻ lại 10 tuổi để một lần nữa lịch sử hàng công thiếu sức sống của tuyển Đức như hiện nay. Tuy nhiên, trong bóng đá không hề có nếu. Allianz Arena lại phủ màu xanh. Tròn 9 năm về trước, tại Allianz Arena, chúng ta đã được chứng kiến một màu áo xanh lên ngôi. Đó là Chelsea khi đánh bại chủ nhà Bayern Munich trên chấm luân lưu ở trận chung kết Champions League 2012. Tròn 9 năm sau, cũng tại Allianz Arena, và cũng thật tình cờ, ở mùa giải mà Chelsea bước lên đỉnh châu Âu lần thứ 2, sân đấu này một lần nữa chứng kiến nỗi đau thất trận của bóng đá Đức trước một đội bóng áo xanh, như lần này là đội tuyển Pháp. Có thể nói vui rằng Allianz Arena là một sân đấu khá xui xẻo với bóng đá Đức, nhất là khi họ làm chủ nhà. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Di Maria chỉ có thể tự trách mình khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này. Pogba tiếp tục cho thấy sự vĩ đại
Dù không đạt được bất kỳ danh hiệu nào trong mùa giải vừa qua, trong màu áo Manchester United, Paul Pogba vẫn cho thấy anh chính là cái tên xuất sắc ở khu vực tiền vệ trong những năm gần đây. Nếu cần phải đưa ra một minh chứng cho sự xuất sắc của Paul Pogba, chúng ta có thể lấy ví dụ ở bàn thắng không được công nhận của Karim Benzema ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cụ thể, sau khi đón bóng từ khu vực giữa sân, tiền vệ người Pháp đã nhận thấy khoảng trống giữa hai hậu vệ Đức. Nhanh như cắt, Pogba lập tức thực hiện một đường chọc khe cực kỳ tinh tế đến chỗ của Mbappe, người đang sử dụng tốc độ thượng thừa của mình cho một cú bứt tốc vào khu vực cánh. Ngay khi nhận ra Benzema ở vị trí ngon ăn, Mbappe đã thực hiện một đường tạt cánh cực kỳ tinh tế cho tiền đạo đàn anh ghi bàn vào lưới Manuel Neuer. Đáng tiếc thay, các trọng tài biên đã nhận ra tình huống việt vị của Pogba trước đó. Sẽ có rất nhiều điều để nói về bàn thắng không được công nhận của Benzema, từ pha bứt tốc xuất sắc của Mbappe đến khả năng dứt điểm sắc bén của Benzema. Nhưng chắc chắn, thứ đông lại nhiều nhất trong lòng người hâm mộ Pháp có mặt tại Allianz Arena ngày hôm qua sẽ là đường chọc khe cực kỳ tinh tế của Pogba ở đầu pha bóng. Một đường chọc khe cho thấy hết những gì tinh túy của tiền vệ đang chơi cho Man United. Qua đó càng khẳng định Solskjaer cũng như Deschamps hoàn toàn đúng khi tiếp tục đặt niềm tin lên Pogba. Dù không được chứng kiến nhiều bàn thắng ở trận đấu được xem là siêu kinh điển của Euro năm nay, nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng là một cuộc so tài đẳng cấp cao về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận rằng Joachim Löw bên phía Đức đang trở nên thiếu ý tưởng, điều có thể khiến ông gặp rất nhiều khó khăn trước đương kim vô địch Bồ Đào Nha ở trận đấu kế tiếp ngay tại Allianz Arena vào ngày 19 tháng 6. Một lần nữa, phải dành những lời khen ngợi cho Paul Pogba, một trong cái tên xuất sắc của đội tuyển Pháp ở trận đấu này. Có thể nói, Pogba chính là bánh răng, là mắt xích quan trọng nhất trong đội hình của Didier Deschamps ở Euro năm nay và trước đó là World Cup 2018.